Hôm nay em sẽ kể một vài môn phái khi đi ăn nhậu. Đầu tiên, mấy cha mà đi nhậu mà không nói chuyện mà ngồi im ghe đó, người ta gọi là phái không động. Còn nhậu mà ăn chay đó, người ta gọi là phái thiếu lâm. Còn nhậu mà có chay mới nhậu á, đó là phái Nga Mi. Nhậu mà toàn gái đẹp không, đó là phái toàn chân giáo. Còn mấy cha mà hay nhậu với trái cây đó, người ta gọi là phái Hoa Sơn. Còn mà nhậu từ sáng tới tối á, người ta gọi là phái Nhật Nguyệt Thần Giáo. Còn mà nhậu mà hay vô trong nghĩa địa nhậu đó, người ta gọi là phái cổ mộ. Nhậu mà không đối thủ luôn đó, người ta gọi là minh chủ võ lâm.